Mọi người, lại là Ken đây. Hôm nay á, thì Ken đang đứng ở ngay bến cảng nè. Để Ken sẽ đi vòng vòng ở bến cảng này coi là sẽ có gì hay ho không, rồi sẽ quay cho mọi người coi. Rồi coi có gì ăn uống ngon không thì sẽ quay chia sẻ với mọi người ha. Bây giờ thì đi thôi. Bây giờ cá lên nè. Con cá này là con cá gì, cái mỏ nhỏ ha. Bên đây là mực nè. Bên đây mực này là mực nang, còn đây là mực ống. Ở đây là chỉ thu mua hết à. Đây là con cá gì ta? Đây mấy con cá này nó còn tươi lắm, tại nó mới lên á mọi người, nên nó hả canh gờ vô cái thịt nó nè, gờ vô nhắn vô con cái là mở ra nó còn tươi xanh. Còn đây đây là cá trong sạch, đủ rồi, là cá y có con sứa này. Vô không biết nó có bự gì không. mấy con mực con mực này tươi ghê. Mình 208 là nhiêu, 304 không à, đổ dưới rồi. Đây có một xe cá đang xuống luôn. Đây. Cá quá trời. Đây con chó băng qua đường. Để đi vòng vòng. Giờ này còn sớm quá nên người ta lên cá. Để quẹo ra coi có gì. Ấy, năm nay cá cũng hơi nhiều nè. Hết rồi. Đây lên tôm lên đồ. Đi trước đi. Đây là mấy con tôm suối. Cá biển người ta lên, người ta vô sẵn trong kết hết trơn. Do là ở đây có mấy cá to lắm
mọi người coi. Như đây là mấy con cá khô á. Ta để quá trời cái con dê. Không, cái này gọi anh có nhớ. Cá nhiều ghê. Thôi chắc tôi chưa ra khỏi cái chỗ này thôi, đông quá. Cái dưới quẹo ra. Không, để cho cao món sao không ra cái đó. Đây là chợ cá Cồn Chà. Nãy giờ Ken đi vòng vòng coi mọi người bán cá trong cái nào đó, quá trời cá luôn mà đông quá kẹt xe luôn á. Bây giờ Sen với Ken đang ở chợ lớn Phan Thiết, đi vòng nãy giờ cũng đói bụng rồi nên giờ hai đứa định là sẽ đi vô đây coi tìm đồ ăn để hai đứa ăn. Bây giờ thì đi thôi. Đây con bé bán bông dễ thương nè, mặt tươi ghê à. Đó. Đi vô trong chợ nè, đầu tiên vô chợ là sẽ mọi người bán bông nhiều lắm. Ăn nhiều bạn rồi, thấy cũng ngon. Hôm nay Ken lại quay trở lại ăn tiếp. Đây là chả cá Phan Thiết nè. Cô này á mình ăn cô nhiều lần rồi, đồ ăn của cô thì ngon nha. Nói chung là ai đi vô trong chợ lớn Phan Thiết á là hình như là thường sẽ hay ghé cô Nga. Cô Nga là chuyên bán hủ tiếu rồi bún thịt nướng rồi nem nướng rồi bún cá thu, nói chung là cô bán nhiều món lắm. Và ăn thì khá là ngon. Mình thì thích ăn bún thịt nướng của cô nha. Còn đây là cái nồi gì? Mì quảng dịch. Đây là thịt nướng nè. Một dĩa này cô ăn ở đây á. Dạ. Nhiều dĩa rồi cô? 30 con. Để anh trả tiền trước luôn. Cô này là Ken cũng ăn nhiều lần của cô rồi. Mấy lần trước em hay đi ra ăn với gia đình đó. Thì cô ăn nhiều lần của cô rồi. Nhưng mà mấy lần trước ra mình kính mít ăn con này. Tụi con nhắn đâu lận? Dạ. Con dân ở Sài Gòn nhưng mà tụi con có nhà ở đây, tụi con hay ra đây nè. Tuần nào tụi con cũng ra. Thường. Cô này vui vẻ dễ thương lắm. Thường á tụi con hay ra tụi con ăn vào đây nè, ăn bên đây rồi xong ăn bên cô luôn. Đúng không? Trong lúc mà đợi cô làm bún nướng á thì hình như có con cây hả, lấy thêm cây nữa. Ôi, lấy cái cây bên kia. Đây. Rồi mọi người cùng ăn ha. Đây.
bánh bầu lọc á, ăn chung với lại nước mắm ở đây nó chua chua mà mặn ngọt ngọt, ăn ngon. Nãy hai đứa có kêu đi nước mía đậu xanh, ra má đậu xanh. Dạ, một tô hả? Dạ, em cảm ơn. À, dạ rồi, em cảm ơn. Đây, đây là tô bún thịt nướng của xe vậy em. Tại vì hai đứa đi vòng vòng ăn nhiều món nên là sẽ ăn cái gốc. Đây là tô bún thịt nướng của Ken nè. Hôm nay có thịt nướng nè, có nem nướng. Giờ Ken trộn lên. Cái nước mắm ở ngoài Phan Thiết này á, nó sẽ không có giống như là cái nước mắm ở Sài Gòn, nó có cái vị đặc trưng của nó. Nó có đậu phộng rồi ớt rồi khác. Mời mọi người nha. Ăn cái là nem Ken đi mua chả cá. Vậy chả cá thôi em ăn nhiều lắm em biết rồi. Cái này đi lấy cho em nửa ký này với lại không lấy loại này được rồi, tại vì cái loại này em hay ăn. Ủa chị, còn cái chả cá mà viên nhỏ nhỏ là nhiêu ký? Nhiêu ký? 15.000 nè, lấy cho em nửa ký luôn đi. Yeah.
Đây đây là cái quầy chả cá của chị, bán chả cá nè. Chị này là Ken hay ăn lắm, mà mỗi lần Ken ăn thì Ken hay mua về nữa. Trăm rưỡi chị. Nè, em gửi lên. Trong đây ăn ngon, à rồi cảm ơn chị. Không, tại vì nhà mới gần đây nè nên thường em ra tuần nào cũng ra, ra em mua luôn. Cảm ơn chị. Sẵn kế bên chà cá có bán chè, cho em mua chè ăn luôn. Chè bắp, hình như có chè bắp không chị? Cho em một bịch chè bắp với lại cái này là chè khoai môn hả? Cho em một bịch chè khoai nữa. Ăn gì nữa không Sen? Chị mua gì rồi? Chị mua một bịch chè bắp, một bịch chè khoai. Bánh cà lai không em? Bánh cà lai, bánh nhà lượng không em? Bánh này bánh gì ta? Chè xương xa. Bánh này mấy loại khác nhau thôi chị. Đúng rồi, có nhiều loại khác nhau. Mua gì đó chị? Em ăn bánh chuối hả? Bánh chuối. Bánh chuối với lá dừa. Ăn gì nữa không? Gì đó chị ơi, về sau bánh đi cô. Cảm ơn chị. Dạ không. Giờ này còn hơi sớm á, nên chợ chưa có đông lắm. Đây thì có cô bán trái cây nè, bán sồi, mặn, nho rồi là ốc nhiều. Ê, có một con này con cua gì lạ quá hả? Đỏ quá. Con cua màu đỏ, ở trong có tôm hùm ghẹ đồ quá trời. Kế bên thì có một đống dưa leo luôn. Bắp như trái gì chị? 5 ngàn. Có bắp bắp Mỹ không? Bắp Mỹ ha, bắp không bắp đếp không ạ. Dạ, lấy cho em trái thôi. Em thích ăn bắp gì đó, bắp Mỹ đúng rồi. Cảm ơn chị. Trong quay cái nha. Cái khoai mì này bán sao? Cái đó nửa ký 20 ngàn. Bán là nửa ký hay có bán ít hơn không? Mua 10 ngàn. Bán 10 ngàn đi. Tại vì không phải mua nhiều đồ ăn giặt quá ăn không hết. Cái mì mì giáp cốt dừa. Là nó có nước cốt dừa trong đó sẵn rồi. Dạ. Này con gửi. Rồi, cảm ơn cô. Em thấy đây có cô bán bánh ngọt nè, để kênh qua kênh mua các. Cái này nhiêu hộp cơ? À, để qua con 20 con. 20 hả? À, con bánh trái cây kho. Bánh này nhiêu hộp cơ? 20 luôn cũng ngon. 20 dưới đó. Thôi để kênh mua hộp này đi. Lấy cho con hộp này nha cô. Con ăn bánh hòn à? Dạ. Con ăn bánh hòn. Bánh hòn là bánh nào cô? À. Thôi con ăn cái bánh này thôi. Dạ. Con gửi tiền luôn nha. Cảm ơn. Con thêm gì nữa không? Dạ thôi, con nãy con mua con toàn đồ ăn ngọt không. Quá trời. Rồi, cảm ơn cô. Ăn nặng ăn gì bảo không tụi vậy. Ở đây có chị bán bơ. Có một cô bán trái cây, bán xoài, bưởi rồi tùm lum hết. Dạ lấy cho con 4 cái này đi. Với một cái tôm rồi. Đây là bán bao nhiêu tiền cô? Hai tôm này 40 răng 20 nha. Dạ không, 3 cái răng đi. 3 hay 4 cái răng. 40 răng 10 ngàn. Răng 10 ngàn.
này 30 hả chị? Cái này là về ăn liền được đúng không? Em ăn liền được về thì á. Ủa xoài này xoài gì chị? Khác gì? Xoài khác mũi ngán hả? Ăn xoài sống không Sen? Dạ. Cái đó nhiêu? Cái đó nhiêu? Là 6. Rồi. Nè, bỏ vô bịch em đi. Lấy thêm thêm 3 trái này nữa. Hả? Ủa cái đó chưa đủ ký thôi. Mấy trái? 1 trái. Vậy thôi cho em đổi lần trái này đi. Bỏ trái này vô. Thôi. Rồi ok. Đây. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Đó, bán cho em 3 ly cà phê sữa. Thôi làm đi em bưng luôn nè. Dạ. Cho hả? Cho lấy đi chơi không? Ở cho nựng cái coi. Ở đây, ở đây cho nựng cái coi. bán cho em thêm một ly sữa nóng đi. Làm sữa đặc rồi quậy nóng thôi tại không uống đá được mà quậy. Đây là cà phê vùng quê. Xem uống cà phê nghe để chị pha cho. Đây là cà phê ở vùng quê nên uống nó có vị béo béo. Đây, còn hai ly này để đây đi. Để hồi cho ông bố già của tôi hồi cho cha kem ra uống. Đó. Quảng cáo không xong rồi kem ra hết. Để đây đi. Còn cái ly này là của Ken. Thế này thì Ken chỉ muốn uống sữa nóng thôi. Nhưng Ken không có uống uống đá. Cà phê này uống không bao giờ say. Sữa nóng này biết thiếu gì không? Cái hột gà, bỏ cái hột gà vô quậy nó béo. Nãy đi vòng á, xong cái định vô quán cà phê uống cà phê, nhưng mà thấy thôi để về nhà sẵn bài đồ ăn ra ăn luôn. Với lại cà phê này gần nhà Ken ngon. Con Sen. Ừ. Sen nó mê. Ừ. Không? Nó hơi mùi nước cốt dừa. Cái gì vậy? Sen nó mê cà phê sữa lắm. Cảm thấy muối. Cái này là chấm bánh nào? Đậu dứa không muối gì. Rồi tôi gấp cho trời ơi. Nè, thấy nó gấp nhẹ nhàng chưa? Xoài này thì ăn nó không có chua. Nó có cái vị ngọt ngọt với lại nó hơi có bột bột á, giòn giòn bột bột. Ngồi chỗ kia nè, thấy nóng lắm. Giờ quay qua cái chỗ này cho nó mát. Nó sẽ hết sôi luôn. Ừ.
cho mặn coi. Không mặn không sao. Đây, đây là cái mặn nữa nè. Mặn chấm muối ăn dễ bị sặc lắm nha. Đi ngoài đường về ăn cái mặn cái mát là mát dạ vậy đó. Còn cái mặn hả? Không luôn. Rồi mọi người ăn nha. Ăn không? Nè. Ăn lên. Rồi. Không phải mì không? Cho bánh này không? Ở ngoài khoan xíu. Cho bằng bánh gì nữa, kêu bằng bánh gì quên ta. Bánh này quen thuộc lắm mà hả? Tao không bao giờ tôi nhớ. Mà có chấm muối nữa. Con cái không thích chấm muối. Mình thích ăn không. Ăn nó hơi mùi lá dứa mà ngọt ngọt. Mà không phải ngọt gắt nha. Hơi ngọt nhẹ thôi. Hơi mùi lá dứa. Mê bánh lắm. Ăn dễ bị cuốn hả? Ủa sữa nóng đá gì đâu. Chứ làm gì có. Video của xe chị Ken tới đây thôi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Bye bye.